cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về Rodney Alcala, tên sát nhân có IQ của một thiên tài. Nhắc đến những tên tội phạm thông minh nhất thế giới, thì chúng ta không thể bỏ qua cái tên Rodney Alcala. Tính đến năm 1978, thì Alcala đã giết hại ít nhất 5 người phụ nữ và cưỡng bức một nạn nhân 8 tuổi. Nhưng theo những tấm ảnh thu được, các cơ quan điều tra tin rằng con số này phải lên tới hơn 100 người. Mặc dù được biết đến là một kẻ sát thủ máu lạnh và bệnh hoạn, nhưng không thể phủ nhận Alcala là một thiên tài với chỉ số IQ là 160, từng được nhận vào trường đại học mỹ thuật New York. Rodney Alcala sinh vào năm 1943 trong một gia đình gốc Mexico tại Texas, Mỹ. Sau khi cha của hắn bỏ rơi gia đình vào năm Alcala 11 tuổi, thì mẹ của hắn ta đã cùng 4 đứa con của mình chuyển đến để định cư tại Los Angeles. Vào năm 17 tuổi, thì Alcala đã nhập ngũ, nhưng sau 3 năm, hắn đã bị suy sụp thần kinh, quyết định đào ngũ và đi nhờ xe hết quãng đường 3.000 km để về đến nhà. Một bác sĩ quân y nhận định Alcala mắc chứng rối loạn nhân cách, ranh giới và ái kỷ. Vì thế mà hắn đã được cho xuất ngũ mà không phải chịu án kỷ luật nào. Alcala đã gây án lần đầu tại Hollywood vào năm 1968. Hắn đã dụ dỗ một nạn nhân 8 tuổi vào trong xe khi cô bé đang đi bộ tới trường, và nhiều thập niên sau khi làm chứng chống lại hắn ở phiên tòa, thì nạn nhân Tali Shapiro đã nhớ lại rằng hắn ta tự xưng là bạn của bố mẹ của Tali, vì thế cô đã nhanh chóng tin tưởng Alcala. Điều tra viên Steven vẫn không thể nào quên được những chi tiết đẫm máu do Alcala gây nên. Một người qua đường thấy nghi ngờ khi Alcala lái một chiếc xe không biển số đang bám theo một cô bé rồi đưa cô lên xe, nên đã đuổi theo hắn và nhanh chóng thông báo cho cảnh sát cùng cấp cứu. Khi cảnh sát phá cửa xông vào, thì Alcala đã nhanh chân chạy trốn, bỏ lại nạn nhân 8 tuổi đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà sau khi đã cưỡng bức và hành hung cô bé. Tali đã may mắn sống sót, nhưng do cảnh sát vẫn chưa thể bắt giữ kẻ thù ác này, nên cha mẹ cô bé luôn sống trong sợ hãi. Vì thế mà họ đã quyết định chuyển sang Mexico để sinh sống. Cho dù FBI đã liệt hắn vào danh sách truy nã công khai, nhưng do phương pháp kiểm tra lý lịch cá nhân vào những năm 1970 vẫn còn chưa chặt chẽ, nên Alcala đã dễ dàng chạy trốn đến tận New York. Sử dụng cái tên giả tên là John Berger, hắn đã xin vào học khoa điện ảnh trường đại học New York danh tiếng, và là sinh viên của đạo diễn lừng danh Roman Polanski. Đây cũng là một kẻ hiếp dâm trẻ em hiện đang bị truy nã. Vào tháng 6 năm 1971, khi đang sinh sống ở Manhattan, hắn đã giết hại nạn nhân đầu tiên là một tiếp viên hàng không 23 tuổi, tên là Cornelia Michelle Billy, ngay trong căn hộ của cô gái xấu số này. Vào thời điểm đó, cảnh sát New York nghi ngờ thủ phạm chính là bạn trai của nạn nhân, là trợ lý ủy viên công tố quận Brooklyn Leon. Do Leon có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, nên cảnh sát không thể tìm được nghi phạm, và phải cho tới 39 năm sau khi một dấu vân tay của Alcala được tìm thấy ở hiện trường, thì vụ án lúc này mới được phá giải. Ông Leon, sau này là một công tố viên trưởng New York, cho rằng Alcala có lẽ đã lấy cớ giúp nạn nhân chuyển đồ vào nhà để đột nhập và sát hại người cô gái tội nghiệp này. Sau khi giết người, thì Alcala đã rời khỏi Manhattan, sau đó trở thành một giáo viên dạy vẽ và kịch ở một trại hè trẻ em. 3 năm sau khi hãm hại nạn nhân Tali, thì 2 học sinh nữ của Alcala đã nhận ra gương mặt của người thầy đáng kính trên lệnh truy nã của FBI, đang được treo ở đồn cảnh sát địa phương, và lập tức thông báo cho cảnh sát. Kẻ thủ ác đã bị bắt giữ ngay lập tức và được đưa về California để xét xử. Gia đình nạn nhân Tali Shapiro đã kiên quyết không cho phép cô con gái quay lại Mỹ để làm chứng chống lại con quái vật này, vì không muốn cô bé phải sống lại những ký ức kinh hoàng trong quá khứ. Việc nạn nhân không thể ra làm chứng trước tòa đã khiến các công tố viên không thể khép hắn vào tội cưỡng hiếp và giết người. Cuối cùng thì Alcala chỉ bị kết án vài năm tù vì tội hành hung, và đã được trả tự do khi mới chỉ ngồi tù 2 năm do biết ăn năn hối cải. Vừa được ân xá 2 tháng, Alcala đã bắt cóc sau đó xâm hại một nạn nhân 13 tuổi, nhưng hắn ta cũng chỉ phải ngồi tù 2 năm rồi lại được ân xá trước thời hạn vào năm 1977. Chỉ nửa tháng sau khi người quản chế của hắn cho phép Alcala quay lại New York, thì tên sát nhân đã giết hại nạn nhân 23 tuổi, tên là Ellen Jean. Cho dù vụ mất tích đã được đưa tin rộng rãi do cha của nạn nhân có sở hữu vũ trường danh tiếng Ciro, và bản thân Ellen cũng là con gái đỡ đầu của ban nhạc Rat Pack huyền thoại, nhưng cảnh sát vẫn không thể tìm thấy được tên thủ phạm. Cảnh sát tìm thấy thi thể của Ellen vào năm 1978, nhưng phải đến tận năm 2012, khi khoa học pháp y đủ tiến bộ để xét nghiệm những mẫu ADN trên thi thể của nạn nhân, thì Alcala mới bị kết án. Bên cạnh đó, lúc này cảnh sát đã biết được tất cả những danh tính giả của Alcala,
và cô Ellen đã có ghi chú trên lịch rằng mình có một buổi hẹn với một người tên John Burr vào ngày cô mất tích. Để trốn tội, Alcala lại chuyển tới Los Angeles và trở thành người đánh máy cho tờ Los Angeles Times vào năm 1978. Cũng trong khoảng thời gian này, tên sát nhân bắt đầu có thú vui mới là nhiếp ảnh, và hắn ta đã sử dụng cái danh nhiếp ảnh gia để dụ dỗ phụ nữ cũng như trẻ em làm mẫu cho hắn. Alcala đã ép hàng trăm người tạo dáng khỏa thân trước ống kính và thậm chí còn cưỡng bức nhiều nạn nhân, trong đó có nạn nhân 15 tuổi tên là Monique Hoyt. Sau khi đã sát hại hàng loạt nạn nhân vô tội, Alcala còn chưa chẽn đến mức tham gia một chương trình truyền hình hẹn hò cực kỳ ăn khách vào năm 1978. Vào những năm 1970 đến năm 1980, thì nước Mỹ chưa phát triển kho dữ liệu tội phạm quốc gia và các chương trình cũng hiếm khi kiểm tra kỹ càng lý lịch của thí sinh, nên không một ai biết đến các tiền án tiền sự của tên sát nhân này. Bà Ellen tin rằng khán giả sẽ rất thích Alcala vì hắn đẹp trai và khéo miệng, nhưng ông Mike lại nhận thấy hắn có một nét gì đó mờ ám và có tính cách lạ lùng. Sau vài ngày tranh cãi thì cuối cùng ông Mike cũng đã đồng ý để Alcala lên sóng. Một nhà sản xuất khác của chương trình cho biết rằng vào thập niên 70, chương trình lúc này đang nỗ lực phá vỡ lề lối bảo thủ của truyền hình Mỹ. Vì thế họ đang cần những người nhanh miệng lại táo bạo như Alcala. Tại chương trình hẹn hò thì Alcala sẽ cùng hai người đàn ông khác đứng đằng sau một tấm rèm và lần lượt trả lời các câu hỏi của một khách mời là một người phụ nữ. Sau 3 vòng thi thì cô gái sẽ chọn ra một người phù hợp với mình nhất và hai người sẽ tìm hiểu nhau sau khi chương trình kết thúc. Kiểu đối đáp và những câu đùa hài hước của Alcala đã khiến khán giả liên tục cười rộ lên và hắn ta đã chiến thắng cuộc thi này một cách dễ dàng. Cho dù Alcala có thể cuốn hút tất cả trên sân khấu, nhưng một khi máy quay tắt đi thì tính cách thật của hắn ta đã lộ ra ngay lập tức. Thí sinh nữ Cheryl Bresso có linh cảm Alcala là một kẻ kỳ dị và do sợ hãi nên cô gái trẻ đã khéo léo từ chối hẹn hò với hắn ta. Một thí sinh nam tên là Mills cũng thấy rằng tính cách của hắn rất thô lỗ và khác thường. Alcala lúc nào cũng hăm dọa hai thí sinh nam khác nên Mills đã né tránh hắn ta ngay sau khi gặp mặt ở trường quay. Vào năm 1979, cô bé Robin 12 tuổi lúc này vẫn còn rất ngây thơ và cả tin. Vậy nên em đã không nghi ngờ gì khi Alcala tiếp cận em và cô bạn để chụp ảnh mẫu cho cả hai. Một người hàng xóm lúc này nhìn thấy gã đàn ông lạ mặt và tiến đến để hỏi han danh tính của hắn, khiến cho hắn ta sợ hãi bỏ đi. Một lúc sau, Robin đã rời nhà để đến lớp học múa và cô bé không bao giờ trở về nhà được nữa. Thi thể phân hủy nặng nề của Robin đã được tìm thấy vào ngày 2 tháng 7 năm 1979, cách nhà của em hàng chục km và rất gần nhà Alcala. Hắn ta lúc này là nghi phạm phù hợp nhất và sớm bị bắt giữ. Bên cạnh đó, hắn còn phạm phải một sai lầm chết người. Khi em gái tới thăm để thăm hắn trong tù, thì kẻ sát nhân đã nhờ em gái mình dọn sạch ngăn tủ để đồ mà hắn đang thuê. Nhờ theo dõi cuộc nói chuyện của hai anh em, cảnh sát đã đến tủ đồ trước và phát hiện một túi đầy ảnh chụp nạn nhân và khuyên tai phụ nữ. Trong đó có đôi khuyên tai của nạn nhân Robin đã đeo vào ngày mà em bị sát hại. Alcala phải nhận án tử hình vì tội cưỡng bức và sát hại nạn nhân Robin. Nhưng khi Alcala nộp đơn kháng cáo, thì tòa án tối cao California đã chấp nhận lá đơn của hắn do họ tin rằng từ trước khi phiên tòa diễn ra, thì bồi thẩm đoàn đã biết đến những tội ác của Alcala trong quá khứ và điều này khiến họ nảy sinh định kiến về tên sát nhân, dẫn đến một bản án không công bằng. Các công tố viên nhất quyết không bỏ cuộc và may mắn khi lần thứ hai ra tòa, thì Alcala đã phải lãnh án tử hình. Nhưng vào năm 2001, 22 năm sau khi Robin bị giết hại, bản án lại được lật lại do Alcala chưa được trình bày đủ chứng cứ ở phiên tòa. Gia đình em liên tục phải sống trong nỗi sợ hãi rằng Alcala sẽ được trả tự do và họ lại tiếp tục phải chịu đựng một phiên tòa tàn nhẫn. Cục diện thay đổi vào năm 2003 khi ông Matt Murphy là công tố viên hạt Oran nhận được tin báo từ công tố viên Steve ở Los Angeles về việc ADN của Alcala trùng với ADN của thủ phạm đã sát hại hai người phụ nữ ở Los Angeles vào năm 1977 và năm 1978. Nạn nhân đầu tiên là một y tá 27 tuổi bị sát hại tại nhà ở Malibu, còn nạn nhân thứ hai là một luật sư đã thiệt mạng tại một phòng giặt là ở El Segundo. Alcala lại ra tòa vào năm 2010 nhưng lần này, hắn đã không thể chối tội được nữa, do các công tố viên đã có đầy đủ bằng chứng pháp y cho thấy hắn có mặt ở hiện trường. Tại phiên tòa này, Alcala đã bước sang tuổi 60 nhưng hắn vẫn liều lĩnh và tự đảm nhận vai trò bào chữa cho mình. Những chiêu trò của hắn đều thất bại và vào năm 2010 thì hắn phải nhận án tử do đã giết hại 5 người. Cùng vào năm 2010 thì cảnh sát đã công khai 120 bức ảnh trong bộ sưu tập bệnh hoạn của Alcala để kêu gọi công chúng tới nhận diện danh tính của các nạn nhân. Hơn 900 bức ảnh còn lại đã bị cất giữ trong kho vật chứng của sở cảnh sát do chúng quá bạo lực và ám ảnh.
Sau đó hắn ta lại tiếp tục bị kết án giết người vào năm 2016, khi cảnh sát Wyoming giám định ADN của Alcala và phát hiện hắn đã giết một nạn nhân 28 tuổi vào năm 1977. Thế nhưng do sức khỏe lúc này đã suy sụp nên Alcala không thể tham dự phiên tòa. Cuối tháng 7 năm 2021, kẻ sát nhân Alcala đã chết ở tuổi 77 do lâm bệnh nặng trong tù. Kỳ án về Joseph Mustay, 4 bộ hài cốt trong ngôi mộ nông. Joseph Mustay, 40 tuổi và vợ là Summer, 43 tuổi, hiện đang sống ở Fanbrook, California, Mỹ, cùng với các con của mình gồm Johnny, 4 tuổi và Peter, 3 tuổi. Cuộc sống gia đình êm đềm cứ thế trôi qua với công việc kinh doanh xây dựng trang trí đài phun nước của Joseph, và vợ của anh thì làm việc trong lĩnh vực bất động sản. Vào tháng 2 năm 2010, người thân của Joseph Mustay phát hiện ra rằng họ không thể liên lạc được với gia đình này dù đã sử dụng mọi cách. Ngày 13 tháng 2 năm 2010, thì anh trai của Joseph tên là Michael đã tới dinh thự của gia đình em trai mình để kiểm tra tình hình. Người anh đã trèo qua cửa sổ phía sau để vào trong nhà. Sau một lúc kiếm tìm nhưng anh vẫn không nhìn thấy ai, chỉ có hai con cún cưng vẫn còn ở sân sau. Trước đó, vào ngày 9 tháng 2 năm 2010, thì cha của Joseph là Patrick đã nhận được một email, trong đó có thông tin về việc bản thân không liên hệ được với Joseph từ Jay Merritt, là một người bạn làm ăn của Joseph. Vào ngày 15 tháng 2 năm 2010, Michael đã gọi điện cho cơ quan cảnh sát San Diego để thông báo rằng cả gia đình nhà Joseph Mustay đã mất tích bí ẩn. Nhân viên cảnh sát sau đó đã lập tức đến nhà để xem thực hư vấn đề như thế nào. Tại đây, cảnh sát không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy có một cuộc giằng co hay có kẻ khác muốn trả thù họ. Tuy nhiên, có hai dấu hiệu cho thấy có vẻ như gia đình này đã rời đi một cách vội vàng. Một là thùng trứng vẫn còn nằm trên quầy bar trong bếp, và dấu hiệu thứ hai là bát bỏng ngô vẫn còn đang để trên ghế sofa. Qua quá trình điều tra sơ bộ, thì cảnh sát được biết rằng vào lúc 23 giờ ngày 8 tháng 2 năm 2010, chiếc xe chopper của gia đình này đang nằm ở gần biên giới với Mexico. Có thông tin cho rằng chiếc xe này đã đậu ở bãi đậu xe ở San Diego từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ vào ngày 4 tháng 2 năm 2010. Tuy nhiên, vị trí và sự di chuyển của chiếc xe từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 8 tháng 2 năm 2010 vẫn chưa được xác định rõ ràng. Sự mất tích bí ẩn của 4 người trong gia đình nhà Joseph đã khiến cảnh sát vô cùng đau đầu, còn gia đình của họ vẫn trông ngóng ngày đêm để có thể tìm ra được sự thật ẩn giấu đằng sau. Tuy nhiên, vào 3 năm sau đó, ngày 11 tháng 11 năm 2013, thì một người khi đang đi xe máy đã tình cờ tìm thấy 4 bộ hài cốt được chôn trong hai ngôi mộ nông ở sa mạc gần Victorville, California. Vào 2 ngày sau, thì các bộ hài cốt này đã được xác định là của vợ chồng và hai đứa con của nhà Joseph. Sau sự biến mất của các nạn nhân, thì các nhà điều tra đã tìm thấy trên máy tính của gia đình Joseph một vài thông tin. Đó là họ đã tìm kiếm về những thứ cần thiết khi trẻ em đi du lịch đến Mexico trước khi họ biến mất. Điều này trùng khớp với việc chiếc xe của họ đã được tìm thấy ở gần biên giới Mexico. Vào ngày 19 tháng 2 năm 2010, tức là trước 3 năm khi những xác chết của gia đình nhà Joseph được tìm thấy, thì cảnh sát California đã thông báo cho lực lượng Interpol vào cuộc để tìm kiếm gia đình nhà Joseph. Tháng 4 năm 2013, cảnh sát San Diego đã thông báo rằng gia đình nhà Joseph đã tự nguyện đến Mexico. Tuy nhiên, điều đáng nói là gia đình này có $100,000 trong tài khoản, nhưng họ lại không rút đồng nào để chuẩn bị cho chuyến đi này. Tuy nhiên, sau khi cả nhà biến mất thì tài khoản này đã bị thâm hụt. Ngoài ra, hộ chiếu của người vợ đã hết hạn nên cũng không thể đi được. Các nhà điều tra đã hướng sự chú ý đến một người bạn làm ăn của Joseph là Jay Merritt. Đây là người cuối cùng mà nạn nhân đã liên lạc trước khi biến mất. Tuy nhiên, Merritt cho biết rằng anh ta không nhận được cuộc gọi của Joseph do lúc đấy mình đang bận xem phim. Theo hồ sơ của cảnh sát, thì Merritt đã từng phạm tội trộm tài sản và chiếm hữu tài sản bị đánh cắp. Vào năm 2001, thì Merritt đã phạm tội trộm cắp đồ đạc trị giá $32,000 từ một công trình ở California. Nhưng như vậy vẫn là chưa có bằng chứng chắc chắn nào nói rằng Merritt có liên quan đến vụ mất tích của gia đình nhà Joseph. Vào năm 2013, Merritt thừa nhận đã ở cùng với gia đình nhà Joseph khoảng một tiếng, vào đúng ngày cả 4 người mất tích. Tuy nhiên, bước ngoặt của vụ án để tìm ra kẻ đứng đằng sau bắt đầu khi cảnh sát phát hiện ra bằng chứng vô cùng quan trọng trên xe của gia đình Joseph. Theo đó, cảnh sát đã phát hiện ADN của Jay Merritt trên vô lăng của chiếc xe. Vào ngày 7 tháng 11 năm 2014, thì Jay Merritt đã chính thức bị bắt giữ. Các cảnh sát điều tra cho hay, qua các hài cốt được tìm thấy, thì các nạn nhân có thể đã bị đánh đến chết bằng búa tạ.
chiếc búa tạ này cũng được tìm thấy trong ngôi mộ nông. Trên hài cốt của Joref còn có một sợi dây, rất có thể hung thủ đã dùng nó để xiết cổ các nạn nhân. Còn hộp sọ của người vợ đã bị vỡ. Các nhà điều tra cũng cho rằng các nạn nhân đã bị tra tấn đau đớn trước khi tử vong. Sau khi thẩm vấn nghi phạm trong thời gian dài, cuối cùng thì vụ án cũng đã sáng tỏ. Jack Lee và Joref đã bắt tay để cùng nhau điều hành một công ty xây dựng tượng đài phun nước. Công việc của họ đang hoạt động rất tốt và mang về lợi nhuận vô cùng lớn. Tuy nhiên, Merritt được biết đến là một người nghiện cờ bạc. Hắn ta đang nợ Joref một khoản tiền lên đến 10.000 đô la. Động cơ gây án là khi Merritt biết rằng Joref đang có quyết định đuổi anh ta ra khỏi việc kinh doanh vì anh ta đã ăn cắp tiền vốn của công ty. Sau khi giết gia đình Joref, thì anh ta đã viết một tấm sách và lấy hơn 21.000 đô la từ tài khoản ngân hàng của Joref và đã tiêu sạch số tiền ấy trong một sòng bạc ở gần đó. Vào ngày 21 tháng 1 năm 2020, thì tòa án tối cao San Bernardino đã tuyên bố tử hình Merritt với tội giết người sau hơn 3 lần kháng cáo, cùng hơn 5 lần thay đổi luật sư của hắn ta. Kỳ án gia đình nhà Hyde, bi kịch từ mối quan hệ sai trái em dâu anh chồng. Sáng sớm ngày 25 tháng 8 năm 2008, một nhân viên trực tổng đài 911 đã nhận được cuộc gọi từ Linda, là vợ của một doanh nhân bất động sản nổi tiếng và được kính trọng ở bang Georgia, Mỹ. Cứu với, làm ơn, Linda giọng đầy hoảng loạn. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Người trực tổng đài hỏi lại. Súng, bắn, Linda nói một cách ngắt quãng. Qua những từ ngữ bị đứt đoạn mà Linda cố gắng nói, thì người điều phối có thể hiểu rằng cô đã bị bắn vào mặt. Chồng cô là Philip Hyde cũng đã bị bắn. Ngoài ra, Linda không biết số phận của con trai mình tên là Kerry, 32 tuổi. Anh đã ở lại nhà của bố mẹ vào đêm hôm đó. Khi các sĩ quan có mặt tại ngôi nhà của gia đình Hyde, thì họ đã bắt gặp một cảnh tượng rùng rợn. Linda được tìm thấy vẫn còn tỉnh táo. Cô đã nằm gục trên sàn sau bàn bếp và tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại di động. Trên người có mảnh vải thấm máu, che phủ một vết thương lớn ở cổ và mặt. Trong khi đó, chồng của cô đã bị bắn vào mặt trong phòng ngủ chính. Nạn nhân đã kéo ga trải giường lên đầu trong nỗ lực để che chắn bản thân khỏi phát đạn chí mạng. Bên dưới những tấm chăn trong phòng ngủ phụ, thì con trai của cặp vợ chồng cũng bị bắn vào mặt từ một khẩu súng ngắn cỡ nòng 12. Những người trong cộng đồng thị trấn nhỏ Savannah đều nói rằng gia đình hai đứa giàu có và rất thân thiện. Họ là một gia đình luôn yêu thương lẫn nhau. Philip Hyde là nhà đầu tư bất động sản quy mô lớn, là một doanh nhân thành đạt và được kính trọng. Ông đang đào tạo con trai út của mình là Kerry với mục đích để anh kế nghiệp. Khi cuộc suy thoái năm 2008 xảy ra, công việc kinh doanh của gia đình đã gặp nhiều khó khăn. Các điều tra viên sau đó đã đặt ra giả thuyết rằng mối quan hệ kinh doanh của Philip có thể là động cơ giết người. Vụ thảm sát tại nhà vị doanh nhân bất động sản giàu có Philip Hyde đã gây chấn động dư luận thị trấn Savannah. Điều tra viên nhận thấy hiện trường đã được dàn dựng để trông giống như vụ cướp. Philip và con trai Kerry đã chết trước khi cơ quan chức năng kịp có mặt. Vợ của Philip, Linda là nhân chứng duy nhất của tội ác tày trời này đã sống sót sau vụ thảm sát. Tuy nhiên, cô cũng không cung cấp được nhiều thông tin có ích. Linda chỉ có thể nhớ rằng, một người đàn ông với thân hình mảnh khảnh đã bắn cô khi cô vừa bước ra từ phòng tắm vì nghe thấy tiếng súng. Trong quá trình điều tra sau đó, thì cảnh sát đã nhanh chóng biết được một mối quan hệ phức tạp trong gia đình này. Robin là vợ của nạn nhân Kerry. Cô đã ngoại tình với Chris Hyde, là anh chồng của cô và cũng là con trai cả của nhà Hyde. Từ đó, điều tra viên đã nhanh chóng tìm thấy một nghi phạm gây sốc. Chris Hyde, 41 tuổi đã có hai con nhưng vợ chồng hiện giờ ly hôn. Chris gặp phải một chấn thương ở lưng khiến người đàn ông này không còn khả năng lao động và sống dựa vào tiền trợ cấp. Chris có đam mê săn bắn, còn Robin và chồng Kerry từng là bạn thời trung học. Sau khi kết hôn, họ đã có chung 3 đứa con. Cuộc hôn nhân ban đầu khá hạnh phúc nhưng rồi, khi Kerry với áp lực công việc ngày càng lớn, Robin bắt đầu cảm thấy cô đơn. Cuối cùng, cô đã ngoại tình với anh chồng. Mối quan hệ tội lỗi này dần dần cũng bại lộ. Tất cả các thành viên trong gia đình đều vô cùng sốc. Bất chấp sự phản bội nhưng Kerry vẫn yêu vợ. Robin là người phụ nữ duy nhất mà anh từng yêu. Anh tin rằng mình sẽ tìm ra cách làm cho mối quan hệ ấy bền chặt trở lại để giữ cho gia đình được vẹn nguyên. Nhưng Kerry đã bị bắn chết trước khi có thể thực hiện được điều đó. Chris khai rằng vào đêm xảy ra án mạng, anh ta đang xem các chương trình săn bắn và câu cá tại nhà cabin, nơi đây cách hiện trường khoảng nửa tiếng lái xe. Lục soát cabin, cảnh sát không tìm thấy khẩu súng hoa ngắn cỡ nòng 12 đã bắn chết các nạn nhân, nhưng tìm thấy vỏ đạn súng trong xe bán tải của Chris. Anh ta nói từng có một khẩu súng ngắn cỡ 12 cất trong nhà kho sau nhà.
nhưng đã bị đánh cắp cùng với đôi ủng. Chris là một trong số ít người biết chìa khóa dự phòng ở nhà của cha mẹ anh ta và chìa khóa được giấu dưới gara của họ. Trên cánh tay của Chris có 3 vết bầm tím được cho là do cú giật từ khẩu súng ngắn. Nhưng anh ta đã giải thích rằng mình bị ngã khi tắm và đập tay vào bồn cầu. Ngoài ra, khoảng một tuần trước khi vụ án mạng xảy ra, Chris đã tham khảo ý kiến của môi giới bất động sản về việc mua một số bất động sản cho mình và Robin. Tuy lúc đó không có tiền nhưng Chris lại khẳng định rằng mình sẽ sớm thực hiện được điều này. Thêm vào đó, người đàn ông này cũng khoe rằng anh ta sẽ được thừa kế số tiền đáng kể khi cha mẹ qua đời. Làm việc với cảnh sát, Chris khẳng định không có chuyện ngoại tình với em dâu, đồng thời cũng khăng khăng rằng tôi không thể làm điều đó với em trai ruột của mình. Tuy nhiên, anh ta không biết rằng Robin đã thừa nhận mối quan hệ của họ với các điều tra viên. Dù Chris không có bằng chứng ngoại phạm, khai báo không trung thực và có nhiều biểu hiện bất thường, nhưng cảnh sát vẫn phải để anh ta đi vì không đủ bằng chứng. Tuy vậy, họ cũng đã bắt đầu theo dõi anh ta. Vài tháng sau vụ thảm sát đẫm máu, thì Chris đã chuyển đến sống cùng với Robin, đó là em dâu và cũng là nhân tình của anh ta. Họ sống với nhau trong ngôi nhà của Carrie, và Chris cũng bắt đầu lái chiếc xe tải của người em trai quá cố của mình. Tháng 5 năm 2009, 9 tháng sau vụ giết người tàn bạo, thì các nhà điều tra cuối cùng cũng đã có những bằng chứng cần thiết để bắt giữ Chris với cáo buộc giết bố và em trai. Tại tòa, phía công tố cho rằng động cơ gây án của Chris là vì anh ta muốn sống cùng em dâu, cũng là nhân tình của mình. Dù vậy, gia đình Chris gồm mẹ và người em trai khác tên là Chris luôn ủng hộ Chris, đồng thời khẳng định không có chuyện Chris giết người. Bà Linda làm chứng rằng Chris có vẻ lo lắng cho mẹ và đã bảo vệ mẹ trong những ngày sau vụ nổ súng. Cô nói không có lý do gì để nghi ngờ con trai cả của mình đứng sau tội ác khủng khiếp đó. Tại tòa, Robin khai rằng cô đã có cuộc sống rất tốt và sung túc bên chồng là Carrie. Anh ấy là một người chồng rất tốt. Anh ấy là người cha tốt nhất, một người cha tuyệt vời. Robin cho biết rạn nứt trong mối quan hệ của họ bắt đầu xuất hiện vào năm 2008, khi Carrie dành nhiều thời gian hơn cho công việc và ít quan tâm tới vợ. Cô cũng thừa nhận đã nói với chồng về chuyện ngoại tình này vào tháng 5 năm 2008 và cho biết Carrie rất buồn, chỉ ước rằng nhân tình của vợ không phải anh trai của mình. Robin cũng làm chứng rằng căng thẳng giữa các thành viên trong gia đình lên đến đỉnh điểm chỉ vài tuần trước khi vụ án mạng xảy ra. Bố chồng của cô đã rất tức giận và có cuộc tranh cãi nảy lửa với con dâu. Ông đã yêu cầu con dâu chấm dứt mối quan hệ sai trái này. Sau đó, Robin kể lại nội dung cuộc trò chuyện cho Chris. Ông Philip cũng đe dọa sẽ loại con trai cả khỏi di chúc của mình. Một người bạn khác của gia đình nói rằng đã chứng kiến Chris bước vào nhà với một khẩu súng và đối mặt với Carrie ngay trước mắt bố. Việc này xảy ra không lâu trước khi xảy ra vụ án mạng. Những bức ảnh chụp kết quả của vụ ẩu đả cũng đã được trình trước bồi thẩm đoàn. Ngay trước vụ án, Philip và Carrie đã thuê người lái trực thăng bay qua cabin nơi Chris đang ở để chụp ảnh xe của cặp ngoại tình đậu cạnh nhau bên ngoài. Hành động này làm tăng thêm cơn thịnh nộ của Chris. Anh ta từng nói với mẹ rằng nếu anh ta muốn Robin thì sẽ phải có bằng được. Theo công tố viên, Chris quyết định thực hiện tội ác vào sáng sớm ngày 25 tháng 8 năm 2008 sau khi nghe Robin nói Carrie qua đêm tại nhà của bố mẹ. Họ cũng chỉ ra những vết bầm tím được tìm thấy trên cánh tay của Chris mà họ cho rằng đó là do cú giật từ khẩu súng ngắn. Tuy nhiên, luật sư bảo chữa cho Chris lập luận rằng bên công tố không có bằng chứng vật chất, bao gồm ADN hay máu để liên kết Chris với tội ác. Dù vậy, một bồi thẩm đoàn sau khi xem xét vẫn đứng về phía công tố và quyết định kết tội Chris giết em trai và cha của anh ta. Tháng 12 năm 2010, anh ta đã bị tuyên hai bản án chung thân cho hai tội cố ý giết người và 85 năm tù cho các tội danh khác, bao gồm tội mưu sát mẹ ruột của mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp bằng cách bình luận ngay dưới video giúp mình nhé.